Xin chào mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ gói cái này lại để mà mình giao cho khách hàng. Thì anh em chắc cũng biết cái này là cái gì rồi. Thì cái này dùng để tập tay trước. Thì mình vừa mới làm một cái hộp để mà bỏ nó vào. Đáng lý là nó cũng có cái hộp nữa. À, lúc hàng về nó có cái hộp, nhưng mà cái hộp của nó do là lúc vận chuyển nó bị hư rồi, cho nên là mình phải làm một cái hộp khác để mà giao cho khách hàng ở xa. Thì cái này đáng lý là không cần hộp cũng được, mình quấn lại, quấn xung quanh lại, lấy giấy mình quấn xung quanh lại rồi mình lấy băng keo mình quấn lại cũng được, nhưng mà mình không có thích làm như vậy. Tại vì khách hàng á, nhiều khi anh em, nếu mà anh em đã từng là khách hàng thì chắc cũng biết rồi đó. À, khi mà mình nhìn vào cái đơn hàng, mình nhìn thấy cái gói hàng mà người ta gửi á, mà mình thấy nó đơn giản quá thì nhìn có cảm giác như là hàng nó không có giá trị, nhìn nó mất giá trị lắm. Cho nên là mình phải làm một cái hộp cho nó đàng hoàng để mà mình gửi đến cho khách hàng, người ta nhìn cái hộp người ta cũng sẽ thích thú hơn. Khi mà nhìn vào cái đơn hàng mà nhìn thấy mất giá, mình sao người ta không muốn đặt. Hồi nãy thì mình vừa mới tập xong, chia sẻ với anh em một chút xíu về cái chuyện giao hàng của mình trong cái thời gian gần đây. Thì bữa giờ đó, mình giao mấy cái đơn hàng của mình đều bị khách hàng phản hồi lại là giao hàng chậm. Và mình giao ở trên giao hàng tiết kiệm á anh em. Và mình theo dõi cái đơn hàng của mình ở trên đó, và thấy cái đơn hàng của mình nó đứng im, nó chẳng có giao hàng gì, khách hàng nó đứng im một chỗ. Có nghĩa là mình theo dõi trên cái app của cái đơn hàng giao hàng tiết kiệm á, thì cái đơn hàng của mình nó chỉ là đang vận chuyển thôi, chứ nó chẳng có thể không thấy nó tới cái địa điểm mà mình muốn gửi tới. Thì rồi mình vừa mới chạy ra, mấy ngày nào mình cũng chạy ra cái chỗ bưu cục giao hàng á, mình hỏi nó. Thì anh em biết trả lời sao? Mình hỏi cái con bé mà nó ngồi nó trực ở ngay chỗ mà chắc là để tiếp khách hàng, thì nó nói là do là sau Tết cái lượng đơn hàng nó quá tải, cho nên là nó giao không kịp rồi, hàng nó bị thất lạc rồi, nó phải tìm kiếm hàng rồi nó giao, cho nên là nó mất thời gian. Thì mình hỏi nó thì nó trả lời mình vậy thôi, rất là vừa vặn luôn, mình làm cái hộp rất là vừa. Thì mình hỏi nó trả lời mình như vậy, thì mình cũng rất là hối, tại vì khách bên kia người ta hối mình rất là nhiều, thì mình cũng không biết làm sao hết, tại vì đặt hàng và giao hàng cái kiểu như thế này anh em cũng biết á, là nó có ba bên. Thứ nhất là bên bên shop, bên bán hàng, cái thứ hai là bên nhận hàng là khách hàng á, và cái thứ ba là bên giao hàng. Thì mình sẽ phụ thuộc vào cái bên giao hàng rất là nhiều. Khi mà mình đặt hết niềm tin của mình giao cho bên giao hàng để mà người ta chuyển hàng tới cho khách hàng, thì khi mà bên giao hàng người ta nhận hàng rồi thì mình giao hết cho người ta là lúc đó hàng hóa này nọ, thời gian giao và chuyển tiền bạc là người ta sẽ lo cho mình hết, và mình chỉ cần bỏ tiền đó thôi, chứ mình không thể nào mà mình giao đi xa được. Thì anh em mà giao hàng hoặc là đã từng đặt hàng thì chắc cũng biết rồi, cho nên là mình phụ thuộc vào bên giao hàng rất là nhiều. Khách hàng người ta hối mình thì mình cũng chỉ còn cách là mình chạy ra ngoài bưu cục của mình hối lại tụi giao hàng thôi. Bây giờ mình cũng chẳng biết làm sao, mà cái con bé giao hàng nó nói với mình là hàng lúc này do bên giao hàng tiết kiệm nó đang bị quá tải, cho nên là hàng hóa nó đến có thể là nó chậm hơn so với dự kiến, mà mình cảm thấy nó chậm hơn rất là nhiều luôn. Mình có một cái đơn hàng ngoài Hà Nội giao cho anh đó, mình sợ nó chậm, nó mất thời gian, cho nên là mình gửi bằng máy bay cho nó lẹ, để khách hàng người ta sớm có hàng để người ta xài. Nhưng mà mình không ngờ là gửi bằng máy bay nó còn chậm hơn là được, là gửi bằng đường bình thường, đường bằng xe đó. Chán hết sức. Cái đơn hàng này mình cũng gửi giao hàng tiết kiệm luôn, thì không biết là sẽ như thế nào đây. Mình mỗi lần mà gửi hàng là mình có một cái sự lo lắng không hề nhẹ đó. Và cũng may mắn là mấy vị khách hàng này của mình người ta dễ chịu, chứ nếu mà khách mà khó là người ta một là người ta cancel, hai là người ta sẽ người ta sẽ chửi mình á. Nhưng mà khách hàng này rất là, có thể nói là
nên khách này khá là thoải mái cho nên là cũng đã thông cảm cho mình. Thì mình nhắn tin mình xin lỗi người ta hỏi ra rất là nhiều mọi người, mình phải xin lỗi khổ ghê không. Mình là người bán hàng thì lúc nào mình cũng muốn là hàng nó tới khách hàng càng sớm càng tốt, chứ không ai muốn kéo dài thời gian hết. Thời gian là tiền bạc mà mọi người, mà trong khi đó mình phải phụ thuộc vào bên giao hàng nữa, rất là bực mình. Nhiều khi mình muốn chửi thề luôn á. Hồi bữa giờ mình lên mình đánh giá, mình đánh giá ở trên giao hàng tiệm á, mình còn là đánh giá xấu không, do là mình cũng hơi nóng. Nãy ra mày bu cục là tính chửi thề đó, nhưng mà suy nghĩ lại thì mình làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì, cũng không có giúp ích được gì cho mình hết. Cho nên là mình ráng mình kìm lại, mình nói chuyện nhỏ nhẹ với cái con bé đó. Thì nó nói chung là cái con bé đó nó cũng chỉ biết nó cũng chỉ ngồi một chỗ là nó theo dõi ở trên cái website nó thôi, chứ nó cũng chẳng có làm được gì hơn nữa. Thì qua cái video này thì mình cũng muốn xin lỗi tất cả anh em và những anh em đang đặt hàng của mình. Thì xin lỗi mọi người vì trong thời gian này thì hàng hóa nó đến hơi chậm, anh em thông cảm cho mình. Thì lần sau mình sẽ cố gắng thật nhiều để cho hàng nó tới nhanh hơn. Thì cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ mình nha. Rồi mình thành thật mình xin lỗi về cái vấn đề này. Những đơn hàng mà ở gần thì mình tự mình đi giao được thì rất là mình có thể mình chủ động được. Còn những cái mặt hàng, những cái đơn hàng mà mình giao đi xa thì mình phải bị động, phụ thuộc rất là nhiều cho mọi người. Có một lần mình giao một cái đơn hàng cho một người bạn, cũng hơi là cái này là mình giao cho bạn mình cho nên là cũng hơi dễ dàng đối với mình. Tại vì mình ở Long An mà mình giao một đơn hàng xuống dưới Cần Giuộc là một huyện nằm trong tỉnh luôn, là trong tỉnh luôn á, chỉ là huyện Cần Giuộc thì nó cũng cách khoảng 40 cây số à. Nhưng mà anh em biết không, gần 10 ngày hàng mới tới, hỏi nó thì anh em biết sao, nó nói là ở ngoài ở cái địa chỉ đó thì nó chưa có bưu cục cho nên là hàng nó bị sao đó. Mình nó nói sao mình nghe vậy thì mình cũng chẳng biết, nhưng mà cuối cùng thì hàng cũng tới thì cũng mừng. Chứ lỡ mà hàng nó không tới thì rất là rắc rối. Bị xấu tí nè, tại vì cái hộp này là cái hộp đựng quay ấy. Mà mình cắt ra đây, mình cắt ra rồi mình làm thành một cái hộp để mà đựng cái đồ, cái dụng cụ tập tay, cái đồ đó gọi là cái dụng cụ tập tay, cho nên là nó không được đẹp lắm. Nhưng mà dù sao vẫn đẹp hơn là mình gói cái kiểu mà mình quấn lại thì nhìn nó xấu quá rồi. Hy vọng là cái đơn hàng này của mình nó sẽ đi nhanh hơn những cái đơn hàng trước. Bây giờ khách người ta đang đợi hàng, nhưng mà ngay cả bản thân mình là chủ của đơn hàng đó mà mình cũng không biết nó nằm ở đâu. Thật sự là rất là chán. Làm ăn mà gặp và chuyện giao hàng kiểu này chắc có nước dập tiệm sớm luôn. Mình sẽ bị mất uy tín đối với khách hàng rất là nhiều. Và không biết là lần sau người ta có còn đặt hàng của mình hay không. Bởi vì sao? Bởi vì mình giao hàng quá chậm, ai mà đặt nữa. Lúc trước là mình giao bên Viettel, nhưng mà Viettel thì nó không có được chuyên nghiệp hơn bên giao hàng tiết kiệm. Nó có một cái app, mình chia sẻ luôn, nó không phải cái app nữa, nó là một cái website mà không phải là của Viettel, mà là một cái website của một cái người khác á. Nó làm ra cái website đó,
Xong rồi ở trên website đó có rất là nhiều bộ phận giao hàng. Nào là giao hàng, à không phải, trên đó không có giao hàng kiểm nha. Nào là bên theo là Vietnam Post nè. Rồi mấy cái nữa đó, mình chỉ nhớ hai cái thôi. Chỉ nhớ hai cái bộ phận giao hàng này thôi. Và khi mà mình làm ở trên, mình thao tác, mình đặt hàng, mình làm đơn hàng ở trên đó thì nó sẽ cho mình lựa chọn là mình chọn cái đơn vị nào để mà mình giao hàng. Nhưng mà cái đó nó dở một cái á, là mình phải có thẻ Visa hoặc là thẻ ngân hàng để mà mình thanh toán trước, thanh toán tiền ship trước không mọi người. Và nó bị một vấn đề nữa là nó bị mất cái phí thu hộ là bao nhiêu tiền đó, cho nên là nó bị hạn chế chỗ đó. Và nó ăn giá cũng khá là mắc á, cho nên là mình đã đổi qua cái bên giao hàng tiết kiệm. Rồi xong. Một cái hộp thì nãy nhìn rất là xấu nhưng mà bấm băng keo lại thấy nó cũng đẹp lắm á. Rồi xong cái clip của mình hôm nay, chỉ chia sẻ đến đây thôi nha mọi người. Chia sẻ với anh em về cái chuyện giao hàng của mình. Thì một lần nữa thì mình xin lỗi tất cả anh em, tất cả mọi người đã chờ đợi. Mấy cái hàng vừa rồi đặt thì nó hơi lâu một tí. Xin lỗi mọi người, thì do là bên giao hàng nó đang bị quá tải cho nên là hàng nó tới sẽ hơi lâu so với dự kiến. Thì xin lỗi tất cả mọi người nha. Thì cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ cho shop của mình, cũng như ủng hộ xem những cái video của mình. Thì trong thời gian sắp tới thì mình sẽ làm những cái video, mình sẽ cố gắng làm những cái video hay hơn, sẽ cố gắng bán hàng rẻ hơn để cho anh em xài. Và xin chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, một ngày thật làm việc thật là năng động, thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Xin chào tạm biệt, bye bye.